Bài hát Chùa Tôi, ca sĩ Lam Hà trình bày. Chùa Tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương ngước
hương gió đưa hương thơm tỏa chùa tôi trong nắng mây màu lam bay thướt tha gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa tôi dưới bóng trăng đàn em vui mua ca hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu dù gian nan khó nghi dù thân tâm xót xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững trầm lắng đem bao buồn an vui hạnh phúc trong cõi trần này chùa như ánh dương soi đường lửa tiếng dưới ấm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo chúng sanh giác ngộ quang nơi lòng chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa chùa tôi vẫn như thái dương sáng soi. Bye.
Cool.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô đầu thường, sớm khuya rơi rớt nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lòng ta. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch lũ phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô đường vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời,
bão giông mây nước ngập trời ngon xin mẹ thương đi xót thương cứ đôi lạy Phật con xin sám hối con đã quay về đại sen lạy Phật con xin sám hối con đã thấm nhuần ánh dương
Thân thương đưa chúng con đến bờ thơ
điểm đang quang lâm lề đường. Thưa công đức ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Huyền Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế và ban đại diện Phật giáo Huyền Phong Điền đang quang lâm lề đài. Gì lui gì. Gì đừng đi ngang gì. Quan viên chức sắc, chi bộ, làng hợp tác xã, thôn và các họ tộc làng Thường An. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, các ban ngành Phật giáo trong huyện Phong Điền, cùng quý vị thiền nam tín nữ Phật tử, kính thưa liệt quý vị. Với tấm lòng thành kính tam bảo, qua bao năm thiết tha thiền cầu, được tôn đức về niệm Phật đường để hướng dẫn Phật tử tu học, sinh hoạt đúng theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ. Những điều nguyện ước đó hôm nay đã về với đạo hữu Phật tử niệm Phật đường An Cát chúng con, được sự chấp thuận của ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế và ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền mặt trận các cấp và làng Thừa An. Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 7 tháng 2 năm Kỷ Tỵ, Đại Đức Thích Ngộ Tâm được chính thức về trụ xứ tại chùa Thượng An niệm Phật đường An Cát để hướng dẫn Phật tử tu học sinh hoạt theo sự chỉ đạo của ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Đó là lý do buổi lễ sáng hôm nay. Một, niệm Phật cầu gia hộ. Hai, tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. 3 là dâng hoa chào mừng. 4 là phát biểu chào mừng và lời cảm tưởng của Đại Đức Thích Ngộ Tâm. 5 tặng hoa và quà chúc mừng. 6 là phát biểu của ban hộ trì niệm Phật đường An Cát. 7 là lời phát biểu của ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. 8 là đạo từ của giáo hội. Tiếp theo là cảm tạ của ban tổ chức, lễ cầu nguyện và hồi hướng. Phần cuối cùng là thọ trai thân mật. Đó là nội dung và chương trình buổi lễ sáng hôm nay. Con xin thành kính đảnh lễ và cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tâm Thọ, hàng giáo phẩm chứng minh ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Đức Hòa, hàng giáo phẩm chứng minh ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Khế Chân, ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực hướng dẫn Phật tử Trung ương, phó trưởng ban thường trực ban trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Đạo hiệu Thích Chân Hương, ủy viên hội đồng trị sự
thành viên ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tăng sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Pháp, Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, Phó trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Bồ Tùng, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, chánh đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Tuệ, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng ban thường trực Ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Diệu, thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con xin cung kính giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế và ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền đã về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chủ trì tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, Thư ký Trung tâm Liệu quán Phật giáo Huế đã về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Bà Hoàng Thị Minh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền. Chúng tôi xin chào mừng và kính giới thiệu ông Trần Quốc Việt, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phong An. Chúng tôi trân trọng và chào mừng kính giới thiệu ông Hoàng Công Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong An. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Hồ Bốn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong An. Chúng tôi xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu ông Trần Phi, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phong An. Chúng tôi xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu ông Hồ Văn Kiến, Đảng ủy viên, trưởng Công an xã. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu cụ Trần Công Khôi, đại diện cho làng Thượng An. Xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu đạo hữu Nhật Trần Nguyễn Đình Phước, Ủy viên ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền, trưởng ban điều hành gia đình Phật tử huyện Phong Điền. Ủy viên ban đại diện Phật giáo huyện và ban điều hành gia đình Phật tử huyện Phong Điền hiện diện sáng hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu quý đại diện chi bộ Phật tử xã, quan viên chức sắc làng và thôn Thượng An cùng về tham dự sáng hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu các tộc họ trong làng Thượng An cùng về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay đông đủ. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu quý đạo tràng Hành Thiền, ban hộ từ, ban huynh trưởng, gia đình Phật tử trong toàn huyện đã tham dự buổi lễ sáng hôm nay đông đủ. Chúng tôi kính giới thiệu quý thiền nam tín nữ Phật tử xa gần cùng quý đạo hữu Phật tử quần niệm Phật đường An Lạc đã về đông đủ tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng chào mừng kính giới thiệu quý liệt vị. Quan tâm sau đây là những đóa hoa tươi thắm dâng lên quý vị. Xin mời những đóa hoa tươi thắm. Chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tham tham sân hận. Anh đào hằng mong tiến đến gần, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó.
là ánh sáng dắt dìu lòng con. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thân thương. Thầy theo thuyền pháp vương, theo gương lành sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp trường của Đại Đức Thích Ngộ Tâm, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức. Chư tôn hòa thượng thường trực ban trị sự, kính bạch chư tôn đức trong ban đại diện Phật giáo Việt Phong Điền, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách cùng chư thiền nam tín nữ, Phật tử xa gần thân mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, trang hòa muôn ngàn tia nắng ấm áp đang cạp mình trên núi cỏ ngàn cây của những ngày tiệc xuân tươi mát, làm cho không khí của buổi lễ nhập từ trở nên thiêng liêng, hài hòa và trọng thể. Sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức, sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý liệt vị đã góp phần tăng thêm tình đoàn kết tốt đạo đẹp đời, và cũng thật là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với con. Đây cũng là nguồn cổ vũ lớn lao cho con trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Bao nhiêu tình cảm, bấy nhiêu yêu thương mà quý ngài cùng quý liệt vị đã dành cho làng Thường An, niệm Phật đường An Cát trong buổi lễ nhập từ này tăng thêm phần cước báu, và cũng là thể hiện tình thương cao quý của quý ngài dành cho Phật tử chúng con. Kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính thưa liệt quý vị, mái chùa từ xưa là biểu tượng cho sự thánh thiện trong đời sống nhân sinh, cũng là nơi nương tựa cho mọi người. Bởi thế dân gian mới có câu: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Con luôn tâm niệm là đệ tử xuất gia của Phật, trước là phải lo tinh tấn tu tập hành trì theo đúng chánh pháp để đền đáp tự trọng ân, sau là lo việc hành pháp lời sanh. Và hôm nay do yêu cầu của bà con Phật tử tại địa phương và sự tha thiết tình nguyện của ban hộ từ niệm Phật đường An Cát, con nhận thấy mình hữu duyên của bà con Phật tử nơi đây, nên đã tùy thuận theo tâm nguyện của quý Phật tử. Trong thời gian qua, tâm tư con cảm thấy khắc khoải lo âu rất nhiều. Trong lòng tự hỏi, liệu mình có gánh nổi trách nhiệm nặng nề mà giả hội giáo phó hay không? Và điều quan trọng là mình có đáp ứng được mọi nguyện vọng của bà con Phật tử tại địa phương hay là không. Trong khi niệm Phật đường An Cát thuộc một xã nằm cả xa trung tâm thành phố ở huyện thị, đời sống của bà con Phật tử vẫn còn khó khăn, cơ sở vật chất của chùa còn thiếu thốn mọi bề, ban hộ từ thì lại không còn nguồn kinh tế tự lập nào, và nhất là cả ban ngành thân thiệu ăn phụ của gia đình Phật tử tuy có hình thành nhưng chưa có được ban điều hành, ban huynh trưởng để hướng dẫn tu tập sinh hoạt tham lễ lễ thi tù, nên tình trạng đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Nhưng con lại nhớ lời phát nguyện của ngài A Nan đã cho con thêm động lực.
ngụ thượng áp thế thể tiếng nhập, như nhất chúng sanh vì thành Phật, chung bất tư thử vũ nê hoàng. Dù có muôn vàng khó khăn chướng ngại, vẫn không làm giảm đi bầu nhiệt huyết thăng thay của những người con Phật. Hôm nay con rất vui mừng bởi được sự hoan hỷ của Sư Tôn Giáo Phẩm giao cho con trách nhiệm hộ trì Tam Bảo chùa làng Thượng An, có tên chính là Hồi Thượng từ nay. Con nguyện đem cả thân màn cùng từ đạo pháp, cố gắng hết mình để hoàn thành trách nhiệm mà giáo hội giao phó. Con tự nghĩ mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn giáo dưỡng của thầy tổ ban cho con giới thân về mặt. Con nguyện cố gắng tu hành để đền đáp công ơn sâu nặng ấy. Và trong cuộc giây này, con cũng muốn gửi lời tri ân đến Hòa Thượng Ân Sư, vì cuộc thư đã dạy công giáo dưỡng con trên con đường tu dân học Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Ân Sư thường tâm hà thọ. Người là bậc thượng đạo sư của con, đã thay thế Đức Thế Tôn dạy dỗ hàng đệ tử chúng con được phái tâm ngự trị, chỉnh tu đạo hành. Nhờ công đức nuôi dưỡng dạy dỗ của Hòa Thượng, chúng con đã biết được thường là nẻo chánh để tận đạo nghiệp, nghiêm thân tu Phật. Chúng con như những con chim đã nhỏ được che mắt bởi bóng Bồ Đề Đại Thọ, được tặng mình tấm ảnh sáng nguồn gốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hành chân tu. Và hôm nay cổ đô mùa gọi nắng lên cao, kỷ niệm xưa tưởng chừng nguyên màu cũ, con muốn gọi sau lần đau ngàn ứ, đã bao lần con ngộ nghịch thầy ơi. Kính bạch thầy, luôn được thế gian quá ư hạn hẹp, chẳng thể nào diễn tả hết tâm thành của con cả trong giờ phút thiêng liêng này. Con muốn nói với thầy là nhiều điều lắm, rằng con xin lỗi thầy, xin lỗi vì những việc đã làm, vì một niềm bất giác vô minh của con đã khiến thầy buồn khổ. Con xin thầy hãy tha thứ và bao dung. Như ngày xưa thầy đã tha thứ vì những bồng bột nóng nớt của tuổi dài khờ. Có lẽ thời gian hành điều và tu tập ở ngôi tổ đình Vàng Cước là đoạn thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong đời sống tu học của con. Con đã nhận được sự che chở của thầy và những tình cảm đạo vị mà trước đây con không tài nào cảm nhận được. Con thấy mình đã thật hạnh phúc. Vẫn biết rằng dung nhan rồi sẽ tàn phai, hữu hình thì sẽ hư hoại, nhưng tấm hình thầy con vẫn luôn mang theo bên mình, vì con đã đặt hết tình cảm của mình vào đó. Con muốn hình ảnh này mà là kỷ vật của con, để mỗi khi nhìn thấy con sẽ thấy mình tự tin hơn vì có thầy bên cạnh. Con sẽ cố gắng trở thành một người như thầy, đầy lòng vị tha, sự cao cả và tình yêu thương bao la vô bờ bến. Hôm nay dù đã trưởng thành hơn trong mọi việc, nhưng con vẫn thấy mình yếu đuối đến lạ. Cần vòng tay thầy ủ ấp che chở. Con biết ở bất cứ nơi nào, trên con đường con chọn, con vẫn rất cần bóng thầy dõi theo bước chân con. Ơn đức thầy thật sâu dày vô lượng, con không biết nói lời gì để diễn tả hết lòng biết ơn chân thành của con đối với công lao giáo dưỡng của người. Bởi ngôn ngữ trần gian khờ dài quá, đừng sao đầy hai chữ ân thâm. Những kỷ niệm, những ân tình với ngôi tổ đình Vàng Phước sẽ mãi là hành trang theo con cho đến trọn cuộc đời tu đạo và hành đạo. Và con thiết nghĩ con hằng sống mãi bên thầy là trọn tình hiểu đạo, mà con luôn hằng nguyện đem những hành đức thầy đã giáo huấn, đem những sở học sở hành của mình ra để phụng sự chúng sanh, thì đó cũng là một cách thể hiện lòng báo ân. Bởi lẽ phụng sự chúng sanh tức cũng dường chư Phật vậy. Dù hành đạo ở bất cứ nơi đâu, thì nơi quê hương của con vẫn chỉ là ngôi tổ đình gắn bó ấy.
bởi đó là nơi khai sáng tâm thức, cũng là chiếc nôi đầu đời của con trên tiến trình tu đạo. Con nguyện luôn tinh tấn dòng mạnh, quyết không có phù tấm lòng tấm chân tình mà thầy tổ đã phó thác. Con cũng xin thành kính đảnh lễ bái tạ thân ân chư tôn giáo phẩm ban trì từ tịnh hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền, chư tôn đức tăng ni và chư vinh đề đồng môn pháp lữ. Xin tri ân các cấp chính quyền cùng toàn thể quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, cũng vì hành nguyện với tình thương trả thân tuổi trẻ tầm chánh lý, cầu đạo chẳng màng tuổi thanh xuân. Cũng từ buổi lễ này, con xin phát nguyện làm trong nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hằng pháp vi gia phù, lời thăng vi bổn hoài, thực hiện đúng tinh thần hiến chương của giáo hội và pháp luật nhà nước, phùng đạo nhất đời với phương châm đạo pháp dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Con nguyện luôn luôn phấn đấu học tập kinh luật lùng, cũng như tìm hiểu những chủ trương của nhà nước, ngọ hầu tăng thêm kiến thức phục vụ tổ công tác mà giáo hội đã giao phó cho con. Với trọng trách lớn lao, với khả năng yếu kém, nguyện mong chư tôn hiền đức từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con thêm nữa trên bước đường theo cơ thừa hành Phật sự. Có nguyện cố gắng tinh tấn tu học, tăng thêm phước tuệ, ngọ hầu đáp lại thâm ân chiếu cố của chư tôn đức cùng liệt quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Ngược bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, mặc dù chúng con luôn tu mang tâm nguyện hằng dương chánh pháp lời lạc cùng thanh để bảo đảm thâm ân tam bảo và thầy tổ, nhưng hoàn thành được hay không đều là do sự chiếu cố quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, sự giúp đỡ của quý cấp chính quyền và đạo tâm đạo tình ủng hộ của quý Phật tử gần xa. Mong rằng với sự gia tâm hồ niệm và trợ giúp quý báo đó, ngôi chùa làng Thường An, niệm Phật đường An Táp sẽ ngày một trang nghiêm và hưng thịnh hơn. Trước khi dứt lời, con thành kính lạnh lệ bái tà thân ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức tử đại điều hòa trụ trụ tha bà để hướng dẫn chúng con và vạn loài chúng sanh quay về chánh pháp. Thành kính tri ân và kính chúc sức khỏe quý vị đại diện chính quyền mặt trận các cấp, thiện hữu trí thức, thiện nam tín nữ, bà con Phật tử gần xa đã dành thời gian và tình cảm ưu ái nhất cho chùa Hội Thường, làng Thường An và buổi lễ hôm nay. Hy vọng những ngày tiếp theo, quý vị sẽ hỗ trợ cho chúng tôi hơn nữa trong công tác Phật sự tại nơi này. Kính chúc sức khỏe an lạc và sự thành đạt đến với tất cả quý vị trong mọi công tác, trên mọi lĩnh vực. Nguyện nguyện sự an lạc khắp tòa nhân gian. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại chứng minh. Chúc mừng Đại Đức Thích Bồ Tâm. Sau đây là những giảng hoa chúc mừng. Trước hết là làm hoa chúc mừng của bác đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Chúng con thành kính cung kính Đại Đức Thích Đức Tề, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, phó trưởng ban thường trực ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền trao tặng. Phong An trao tặng. Tiếp theo là lạng hoa chúc mừng của ban điều hành gia đình Phật tử huyện Phong Điền. Tiếp theo là lạng hoa chúc mừng của cấp ủy, chi bộ, hợp tác xã và làng Thường An. Có lạng hoa chúc mừng của chùa Vạn Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Lạng hoa của ban hộ từ, ban huynh trưởng, niệm Phật đường, ưu điểm. Lạng hoa chúc mừng của Phật tử Vạn Phước, Phước Phú. Lạng hoa chúc mừng của Phật tử Nghệ An. Lạng hoa của đạo tràng Vạn Phật, chùa Vạn Phước. Và tiếp theo
là lãn hoa chúc mừng của ban hộ từ niệm Phật đường An Đã. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đạo hữu Nguyên Bảo Trần Sĩ Thuận, trưởng ban hộ từ niệm Phật đường An Đã trao tặng. Xin trân trọng kính mời. Và cũng như một số quà của sư cô Thích Nữ Tịnh Thuận, sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý liệt vị, bao tâm nguyện thiệt tha được hộ trì Tam Bảo Hoàng Dương Chánh Pháp, được hiện tiền chư tôn đức giáo Phật Kính Minh, chư tôn đức tăng ni cùng quý vị quan khách, ban hộ từ niệm Phật đường An Cát có đôi lời phát biểu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đạo hữu Nguyên Bảo Trần Sĩ Thuận, trưởng ban hộ từ niệm Phật đường An Cát phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền mặt trận cả cấp, quý vị đạo hữu, kính thưa quý liệt vị, là người con Phật luôn mong cầu được từ ngụ đức chư tôn được sự chỉ đạo hướng dẫn tu tập theo chánh pháp đã bao năm nguyện ước hằng mong cầu dân làng của dân làng đạo tổ thực sự niệm đường An Cát chúng con hôm nay đã thành hiện thực. Công cung kỹ trang nghiêm phẩm sinh đạo vị cơ quan rực rỡ tại cung nghiêm chùa đảng thứ hai, chư tôn hòa thượng chứng minh, chư đức tăng ni quán lâm chứng minh, ông nhìn của đệ sẽ niềm tin nhân hoa vui mừng của chúng con được trúng đón hòa thượng Thích Ngộ Tâm về chùa đảng thứ hai niệm Phật đường An Cát hướng dẫn tu học chánh pháp theo thực sự được hơn 200 năm về nơi tu học sinh hoạt đã hầu và gia đình được điều thực sự khác cả. Trong những năm gần đây mọi sự sinh hoạt tu học có nhiều bất cập, nhưng lòng tâm trí hướng về đó Tam Bảo, chúng con được sự chỉ đạo hướng dẫn của ban đại diện Phật giáo người, chúng con vẫn trăn trở lo toan mọi sự về sinh hoạt về sau này. Tâm nguyện của chúng con là cung thỉnh tôn đức tăng ni trụ trì về hướng dẫn cho chúng con trên đường tu học thành thiện thân, hành thiện thân phụng nào giúp đời, và điều đó là được toàn nguyện. Hôm nay ông xin thay mặt toàn thể đạo hữu niệm Phật đường An Cát, chúng con nguyện về sự chỉ giáo hướng dẫn của đại đức đưa việc sinh hoạt Phật sự ngày càng tốt đẹp, kính đảnh lễ niệm ơn kính chúc tứ tôn đại đức ni tại tập lý giáng ni pháp lực vô biên tuệ đăng thừa yếu mà là cái đại thù che mặt cái bọn phật tử chúng con là ngọn đuốc sáng soi con đường lối đi cho con, chúng con tu học thực hiện phụng sự cùng nào giúp đời hộ trì Tam Bảo lợi lạc cùng sanh để sống an lành hạnh quang nào của mười phương chư Phật. Chúng con chân thành cảm ơn quý vị đạo hữu là đạo chính quyền mà cần các cấp quý đạo phật tử các ban ngành Phật giáo trong huyện các họ tục trong làng thân tâm an lạc mọi sự thường thường như ý. Nam mô thượng quan thế Bồ Tát. Thông điền, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Ngộ Tùng, ủy viên ban trị sự Tịnh giáo hội Phật giáo thừa Thiên Huế, chánh đại diện Phật giáo huyện Phong Điền phát biểu. Chúng con thành kính cung thỉnh. Lượng đại bạch hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Thọ, giáo phận chứng minh ban trị sự Tịnh giáo hội Phật giáo thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền, bổn sư của đại đức Thích Ngộ Tâm. Lượng bài bạc hòa thượng đạo hiệu Thích Lưu Hoàng, giáo phẩm chứng minh ban thị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Lượng bài bạc hòa thượng đạo hiệu Thích Kế Chân, ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban hướng dẫn Phật tử trung ương giáo hội, phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng ban hướng dẫn giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngưỡng bái bạch hòa thượng đạo hiệu Thích Gia Hương, phó ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Ngưỡng bái bạch thượng tòa
Thích Tâm Tháp, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền. Ngưỡng đại bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa bà Hoàng Thị Minh An, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền. Kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền huyện Phong Điền, xã Phong An, và kính thưa quý ban điều hành làng Thường An và toàn thể đạo hữu Phật tử. Phật giáo huyện Phong Điền một lần nữa được tin mừng đón tiếp Đại Đức Thích Mộ Tâm về với quê hương Phong Điền. Và trong Tết, ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền cũng như tăng ni Phật tử huyện Phong Điền chúng ta là đón tiếp sư cô Giới Tín về trụ trì niệm Phật đường Đông An. Và hôm nay một lần nữa trong tiệc xuân của năm Quý Tỵ, chúng ta lại được đón tiếp Đại Đức Thích Mộ Tâm trở về với quê hương Phong Điền, về với Phật giáo Phong Điền. Do vậy đề nghị tất cả quý liệt vị cho một tràng pháo tay để đón tiếp Đại Đức Thích Mộ Tâm. Kính thưa liệt quý vị, để thực hành hạnh nguyện của một vị xuất gia học đạo, Thừa Như Lai Sử, Hằng Như Lai Sử, hôm nay Đại Đức Thích Mộ Tâm là một người con của quê hương Phong Điền, xuất thân từ niệm Phật đường Ưu Điểm, xã Phong Hòa, và đầu sư với Hòa Thượng Thường Tâm Hà Thọ làm tổ sư tại tổ đình Bà Phước. Và hôm nay theo hạnh nguyện hoàng hóa đồ xong và theo lời thỉnh mời của niệm Phật đường An Cát và làng Thượng An, Đại Đức đã trở về lại với quê hương Phong Điền, với Phật giáo huyện Phong Điền chúng ta để tiếp tục công tác phòng dương chánh pháp, phục vụ đạo pháp và dân tộc. Đó là điều rất là hân hoan đối với bà con Phật tử cũng như tăng ni trong ban đại diện. Và nhân buổi lễ nhập từ sáng hôm nay, thay mặt ban đại diện, chúng tôi tỏ lời chúc mừng và tán dương tinh thần của Đại Đức Thích Mộ Tâm khi trở về lại về quê hương Phong Điền, phụng sự đạo pháp và xây dựng giáo hội Phật giáo huyện Phong Điền. Và chúng tôi vẫn mong ngoại rằng Đại Đức trở về với Phật giáo huyện Phong Điền trong cương vị là Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo huyện Phong Điền, thì với trách nhiệm của một người trong ban đại diện, với trách nhiệm của một vị xuất gia học đạo và trách nhiệm với vị là trụ trì chùa làng Thượng An niệm Phật đường An Cát, Đại Đức sẽ đem hết tâm nguyện, nỗ lực để hoàn thiện chánh pháp cùng với giáo hội để xây dựng đạo pháp tại huyện Phong Điền và xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng văn minh giàu đẹp. Tuy nhiên, chúng ta là hàng Phật tử, chúng ta phải thấy rằng trở về với chùa làng Thượng An niệm Phật đường An Cát, Đại Đức Thích Mộ Tâm sẽ còn thiếu thốn rất nhiều về mọi mặt trong việc tu tập và hoằng dương chánh pháp. Do vậy ban đại diện cũng đề nghị quý đạo hữu Phật tử trong tinh thần hộ trì tam bảo, hộ trì tam bảo và ủng hộ Phật pháp tại huyện Phong Điền, thì mỗi một chúng ta phải hướng về chùa làng Thượng An, nơi có Đại Đức Thích Mộ Tâm đang trụ trì, đang hướng dẫn Phật tử tu học, và một thành viên của ban đại diện, thì mỗi một ban hộ tử trong huyện Phong Điền, mỗi một thành viên các ban hộ tử, mỗi một đạo hữu Phật tử, chúng ta phải biết hộ trì tam bảo để cùng với Đại Đức Thích Mộ Tâm xây dựng quê hương Phong Điền trong sự nghiệp xây dựng đạo pháp và dân tộc. Và cũng mong mỏi rằng với tinh thần của một vị xuất gia, với tinh thần của người Phật tử hộ trì tam bảo, thì Đại Đức Thích Mộ Tâm sẽ có nhiều thường duyên trong công tác tu học dương chánh pháp, và cùng tạo điều kiện để Đại Đức Thích Mộ Tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện Phong Điền, để đưa Phật giáo huyện Phong Điền chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh,
trong sự chỉ đạo chung của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Và một lần nữa, thay mặt Tăng Ni Phật tử huyện Phong Điền, chúng tôi xin được chào đón Đại Đức Thích Bồ Tâm trở về với Phật giáo huyện Phong Điền. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, ban đạo từ, chúng con thành kính cung tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Đại Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phật Chứng Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, kính Bạch Chư Tôn Giáo Phật, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, kính Bạch Chư Tôn Giáo Phật, chứng minh Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền, kính thưa Ban Đại diện Phật giáo huyện Phong Điền, kính thưa bà Hoàng Thị Minh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền và quý vị trong phái đoàn đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể huyện Phong Điền. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể tại địa phương sở tại, xã Phong An, thôn Thượng An. Kính thưa quý vị đại diện làng Thượng An, kính thưa quý vị đại diện hội đồng chức tộc, kính thưa tất cả quý vị trưởng lão nhân sĩ tại địa phương, kính thưa quý vị đại diện cho ban điều hành gia đình Phật tử huyện Phong Điền, kính thưa tất cả quý vị đại diện các ban hộ từ các niệm Phật đường, các đạo tràng đoàn chúng cư sĩ Phật tử, kính thưa ban hộ từ niệm Phật đường An Cát cùng toàn thể hội viên thiện nam tín nữ Phật tử các giới gần xa. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là được sự thưa ủy nhiệm của Thượng lão Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự, được phép thay lời Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, kính lời tri ân và cảm tạ vị cấp lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, vị cấp lãnh đạo huyện Phong Điền và xã địa phương sở tại. Trong quá trình tiến hành các thủ tục để Đại Đức Thích Mộ Tâm trở về tại chùa An Cát và buổi lễ nhập từ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể như thế này, đây là kết quả của tấm thành tình quý báu mà quý cấp lãnh đạo tỉnh, quý cấp lãnh đạo huyện Phong Điền, xã Thượng An đã dành cho Ban Đại diện Phật giáo huyện Phong Điền nói riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, và đặc biệt là cho Ban Hộ Từ toàn thể Phật tử địa phương và Đại Đức Thích Mộ Tâm. Buổi lễ nhập từ hôm nay được thành quả tốt đẹp. Giáo hội chúng tôi xin kính lời chân thành tri ân và cảm tạ tất cả quý vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là quý vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công an và các cơ quan ban ngành huyện Phong Điền, cũng như là quý lãnh đạo tại địa phương sở tại
đã luôn luôn tạo nhiều điều kiện giúp đỡ cho ban đại diện Phật giáo huyện Phong Điền và cho tất cả quý Phật tử tại địa phương này để tiến hành được buổi lễ nhập từ hôm nay. Đồng thời mặc dù bận rộn nhiều công tác, nhưng thể tất theo lời mời của ban tổ chức, sáng nay các vị đã trở về đống đồ để tham gia buổi lễ nhập từ cho đại đức Ngộ Tâm. Thay mặt ban thượng trực, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ. Đồng thời cầu chúc tất cả quý vị lãnh đạo sức khỏe dồi dào và thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác, đem đến sự an lạc ấm no cho toàn dân tại huyện Phong Điền nói chung và xã địa phương nói riêng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, để từ khi đạo Phật được du nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta vào những ngày đầu thế kỷ, đạo Phật đã được dân chúng Việt Nam tiếp nhận một cách dễ dàng và trân trọng, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, nhưng đạo Phật là đạo trí tuệ. Chính nương vào hai chất liệu từ bi và trí tuệ đó, cho nên khi ánh sáng chân lý của Phật Đà được du nhập vào đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, thì đã được tất cả mọi giai tầng xã hội tiếp nhận đạo Phật một cách rất trân trọng. Và cùng kể từ khi ánh sáng đạo màu được lan tỏa, thì các ngôi chùa bắt đầu có mặt trên khắp mọi miền đất nước quê hương. Từ những ngôi chùa đầu tiên như Pháp Vân, Pháp Điền, Pháp Lối, Pháp Bộ, rồi từ đó, từ những vùng núi non xa cách đến những vùng thôn dã xa xăm, ai giữa những miền duyên hải thì dương cạc tắng sóng nước thì thầm, và ngay cả trung tâm thành phố đô hội trắng lợn, ở đâu cũng có những ngôi chùa hiền diện. Những ngôi chùa lớn, những ngôi chùa nhỏ, những ngôi chùa mang dòng lịch sử mấy trăm năm, mà cũng có những ngôi chùa được xây dựng trong những giai đoạn cận đại. Thế nhưng vào chùa xưa hay chùa nay, chùa lớn hay chùa nhỏ, nó đều có những câu chuyện lịch sử của nó, tuy rất khả ái và khiêm tốn, nhưng đã nói lên được đạo nghiệp của người đã bước chân đến xây dựng ngôi chùa. Tại miền đất Thượng An chúng ta, như lời phát biểu của đạo hữu trưởng ban Hộ Từ chùa Hội Thượng Niệm Phật Đường Ác Cá, đã được xây dựng mang dòng lịch sử trên 200 năm. Từ một vùng đất hoang vu thiếu dấu chân người đi lại, các bậc tiền nhân đã chống thiền ghé đến nơi đây để lập lên ngôi chùa phụng thờ Tam Bảo. Khi ổn định được cuộc sống vật chất cho toàn dân, ông bà tổ tiên chúng ta nghĩ đến cuộc sống tâm linh cho quần chúng, sống chỉ chuộng về vật chất mà quên đi nếp sống tinh thần đạo đức, thì chẳng khác nào như một đoàn củi khô mà không có linh hồn. Vì vậy các bậc tiền nhân đã nghĩ đến cuộc sống đạo đức cho dân chúng, tô bồi nếp sống tâm linh cho đồng bào, mà các ngài đã lập nên ngôi chùa Hội Thường ngày nay là niệm Phật Đường Ác Cát, đang hiện diện trên mảnh đất quê hương Thượng An chúng ta. Nhìn vào ngôi chùa, ngõ ra tam quan, quan sát khuôn viên địa thần chốn già lam, chúng có biết được
tất cả đạo tống quỷ hóa, mà các vị hội đồng chư tộc trong làng, tất cả toàn dân của địa phương đã đem tất cả niềm tin chánh pháp để giữ gìn duy trì pháp điện, ngôi chùa hội thường và niệm Phật đường án đáp cho đến ngày hôm nay. Ngôi chùa này vẫn đứng sừng qua thời gian, vẫn tồn tại vì năm tháng và đang hiện diện trong giây phút này. Đó chính là kết quả do ngôi chùa tâm linh mà các vị đã xây dựng kiên cố trong lòng. Các vị đã xây dựng được ngôi chùa tâm linh trong lòng một cách vững chắc, cho nên các vị đã xây dựng được ngôi chùa bên ngoài tồn tại trên 200 năm. Nếu ngôi chùa bên trong mà bị mai một, thì chùa bên ngoài sẽ mất cả dấu tích. Nhưng sợ gì dòng lịch sử trên 200 năm, bây giờ ngôi chùa hồi thường vẫn còn đó, niệm Phật đường án cát vẫn còn đây, toàn thể Phật tử đều phương Phật hiện diện nơi này. Đó là kết quả của ngôi chùa tâm linh kiên cổ trong lòng đồng bào thường án chúng ta. Niềm tin đó, ngôi chùa tâm linh đó đã trải qua thời gian, biết bao đồ thăng trầm biến đổi. Nhưng giờ đây, một sự kiện quan trọng đang diễn ra với toàn thể Phật tử tại địa phương, đó là lễ nhập từ Đại Đức Thích Ngộ Tông trở về đảm nhận công tác Phật sự tại địa phương. Hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng dựa vào hình thức hệ thống tổ chức khi Đức Phật còn tại thế. Nó hết sức quan trọng đối với sự phát triển của giáo hội. Chủ Pháp Quang Gia trì Như Lai Phạm, vì chủ trì có trách nhiệm phải duy trì phát triển chánh pháp, và vì chủ trì đóng một trách nhiệm lớn hơn nữa là phải giữ gìn ngôi chùa, ngôi nhà của Đức Như Lai tồn tại mãi giữa cuộc đời này. Sự hướng thành của đạo Phật tại địa phương, đồng thời sự hướng thành đó cùng đóng góp vào sự hướng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên vì chủ trì của một ngôi chùa, của một ngôi niệm Phật đường, có trách nhiệm phải truyền đạt Phật pháp đến với quần chúng, phải nắm vững tất cả mọi công việc trong bổn tự. Vì chủ trì, vì hội tụ ba nhân tố quan trọng, đó là đạo đức, là ngôn hành và nhân nghĩa. Có đạo đức cộng thêm vì ngôn hành tốt đẹp, đây chính là cái gốc của sự giáo hóa. Đạo đức ngôn hành là tốt, mà sống có nhân nghĩa, đây chính là cái ngọn của sự giáo hóa. Đó không thể nào tồn tại qua năm tháng. Bóng cây mà không có ngọn, bóng cây đó khó mà phát triển xinh đẹp để cho mọi người chiêm ngưỡng. Vì thế cho nên khi một vị chủ trì mà có đầy đủ đạo đức ngôn hành và nhân nghĩa, thì vị chủ trì đó sẽ làm xương minh Phật pháp tại địa phương, hiện là quần chúng tại địa phương. Trong những ngôi chùa niệm Phật đường song song đều có ban hộ từ. Từ năm 1931, Hội An Nam Phật học đã nghĩ đến sự tu tập của các giới cư sĩ, cho nên đã lập nên những ngôi khôn giáo hội tịnh độ. Ban hộ từ và các đạo hữu là những người gần gũi với nhau. Các vị cư sĩ trong địa phương có một sự gắn kết keo sơn, tối lửa tắt đèn đều có bên nhau, giữa làng với xóm vui buồn lẫn lộn bên lũy tre xanh. Cho nên trách nhiệm của các vị trong ban hộ từ
Bồ Tát đạo hữu từ trước đến nay được công việc đó chính nhờ cái tâm đạo mà hoàn thành được Phật sự. Vì vậy mà đến giờ này ngôi niệm Phật đường An Cát và sanh hoạt Phật sự tại đây vẫn còn tiến triển. Tuy nhiên với vai trò của một vị cư sĩ, vừa vị chủ trì vị tín đồ Phật tử, giáo hội mong tất cả quý vị phải gắn bó với nhau, hòa đồng với nhau như nước với sữa, khăng khít với nhau như ánh sáng với không gian, sống biết trên biết dưới, tạo niềm thuận hòa vui vẻ với nhau, luôn luôn trao đời tấm lòng mà sống, biết thương yêu đồng bào, biết giao tế với xóm làng, biết thương người có sớm mất chiều, thừa nương Phật sự. Vì chủ trì và ban hộ từ phải gắn bó đoàn kết để tham gia mọi công tác xã hội địa phương. Bởi vì giữa chùa với cộng đồng xã hội có một sự liên đới đặc chế những cuộc sống xã hội con người, cuộc sống tu hành của chúng ta. Ngoài việc lo những việc đạo, chúng ta đừng bao giờ quên việc đời. Vì đời đạo hai vai gánh nặng, hai vai phải buông đầu. Do đó giáo hội mong rằng trong buổi lễ đầy ý nghĩa hôm nay, đại đức Ngộ Tâm cùng ban hộ từ và toàn thể Phật tử địa phương phải luôn luôn đoàn kết một lòng, xây đạo dựng đời cho tốt, cùng toàn thể quý đạo hữu địa phương tiến hành mọi Phật sự lời đạo ích đời được thành công viên mãn. Chúng tôi cùng trông mong tất cả quý vị đại diện làng, các vị đại diện hội đồng tri tộc cũng như các vị thánh hào nhân sĩ tại địa phương chúng ta, toàn thể đạo hữu hội viên thiện nam tín nữ luôn luôn cố gắng hỗ trợ mọi mặt để cho đại đức Ngộ Tâm được viên thành như sự nguyện ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ quý vị lãnh đạo, tổ chức tất cả quý vị sức khỏe an vui và nguyện cầu hồng ân tác bảo giáo hộ tất cả quý vị quan khách cùng toàn thể đạo hữu thân tâm an lạc. Cầu chúc đại đức Ngộ Tâm sức khỏe dồi dào, đạo tâm thắng tiến, Phật sự viên thành, để mãi mãi viên thành tất cả công tác Phật sự, thường cầu hạ hóa của tạm nguyện người xuất gia đệ tử của Phật. Nam mô thường tinh tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hòa thượng thường trực ban trị sự, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni. Dẫu biết rằng quý ngài thật sự đa đoan, nhưng vì thương tưởng đến hàng hầu học của chúng con cũng như bà con Phật tử làng Thường An, mà quý ngài đã hoan hỷ quang lâm chứng minh cầu nguyện cho buổi lễ nhập từ, còn ban cho chúng con những lời sách tấn động viên tinh thần. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam, làm lẽ sống trên bước đường thừa hành Phật sự cùng sự đạo pháp và dân tộc. Chúng con không biết nói gì hơn, xin thành kính đảnh lễ niệm ơn tam bái và cầu nguyện chư tôn thiện đức pháp thể khinh năng chúng sinh dị độ Phật sự viên thành, mãi là bóng mát cho hàng hầu học và hàng Phật tử đệ tử chúng con nương theo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn giáo Phật chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền mặt trận huyện và xã,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, kính thưa quý vị quan viên chức sắc, các vị chi bộ hợp tác xã làng và thôn Thượng An, kính thưa quý liệt vị, buổi lễ đến đây đã thập phần viên mãn. Được phép thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính đặt lễ niệm ơn chư tôn giáo Phật chứng minh, chư tôn đức tăng ni. Mặc dầu Phật sự đa đoan bận rộn, đường xá xa xôi, đã từ bi lăng mạn quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ. Con xin mãi mãi ghi lòng tạc già những lời vàng ngọc này. Kính chúc chư tôn đức giáo Phật chứng minh cùng chư tôn đức tăng ni pháp thân vạn thọ vô biên, để chúng con luôn được nương tựa. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị lãnh đạo chính quyền mặt trận huyện, xã, thôn và làng Thượng An. Kính chúc quý vị luôn được hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Toàn thể quý đạo hữu Phật tử tham dự sáng hôm nay, cầu chúc quý vị luôn được bình an sức khỏe, đạt tường như ý, nhãn hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đây là lễ cầu nguyện. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh quang lâm chánh điện. Thank you.
Nay mà ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng những nguyên hoàng thế quý vị thiền nát tình nguyện phật tử đại giới sáng hôm nay và thể rất lời mời.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.